đây là đoạn đường vành đai 2 trên cao đi xuống đến cái chỗ cầu Vĩnh Tuy các bạn này. Em xin chào quý vị và các bạn đến kênh Đường Phố Hà Nội hôm nay. Hôm nay em sẽ cùng quý vị các bạn cùng em đi tham quan cái khu đô thị mới rất là đẹp luôn, rất hiện đại. Mới đoạn chỗ Minh Khai dãy vào đây thôi. Tòa nhà cao to rộng như này. Toàn là những cái chung cư hiện đại cao cấp. Khung cảnh trước mặt là toàn thế là những cái tòa nhà cao tầng thôi. Đây đi thẳng là Vinmec, trường Vinschool, cũng như là khu Markin Premium. Cái tên đã nói lên cái sự hiện đại xa hoa của cái chung cư ấy rồi. Bình thường cái từ Premium đấy cũng chỉ dùng trong những cái kiểu như là xịn mà hiện đại cao cấp thôi. Đây, bệnh viện Vinmec này các bạn này. Chỗ này là khu vực không đỗ xe. Bạn nhìn thấy xung quanh toàn những chung cư. Mặt đường rất là rộng. Đây, bệnh viện Vinmec từ bên kia sang tận bên này. À, trường Vinschool. Đây ngay đầu đoạn vào khá là đẹp nha các bạn. Đây, nhìn các bạn nhìn sang bên trái này. Đó chính là Vincom Megamall. Ở đây hiện đại từ cái khu vực gửi xe ở bên dưới của chúng ta đây. Bên dưới chúng ta đi đây là những cái hầm gửi xe luôn đấy các bạn ạ. Thông từ khu này sang khu kia. Em không biết khu nào thông khu nào luôn. Bởi có lần gửi ở khu này nhẹ lên ở một khu khác. Rất là ảo luôn. Kia cả cái Vincom Megamall ở phía kia cũng là đi xuống bên dưới lòng đất luôn đấy. Chứ không phải ở bên trên đâu. Vinmec Farm City. Đây, khu Park Hin này. Buổi tối khu này rất là đẹp luôn. Ban ngày chúng ta nhìn thấy cái tòa nhà hiện đại đơn sơ này thôi, bên tối thì còn long lanh cả ánh đèn nữa. Rồi những cái cây dừa, cây cọ này nhìn rất là hiện đại. Đây trường Vinschool phía bên này đây. Ở trong cái khu đường của Vin này xe cộ để rất ngăn nắp. Bởi vì là ai mà để sai một phát thì họ khóa bánh luôn, không lằng nhằng nhiều. Em sẽ đi sang dãy từ bên kia đấy các bạn, em sẽ đi hết vào trong này các bạn xem luôn. Ở đây chúng ta thấy một cái quả cầu trang trí. Khung cảnh trời là cũng rất là đẹp luôn.
có sân chơi trẻ em nữa này các bạn này. Tán cây rất là đẹp luôn. Bên kia cũng tòa nhà rất là đẹp. Đây là trường trung học Vũ Phật Cun. Sân chơi buổi tối đây rất đẹp, nhiều đèn. Này rất là đẹp hiện đại. Chỗ này còn lát gạch luôn. Ánh nắng chói chang. Sân chơi rất là đẹp. Không ô tô xe máy lên quảng trường. Và nước chảy kia nữa. Nhìn tòa nhà đều tăm tắp. Nói chung đi đến đây chúng ta chỉ cảm nhận duy nhất một cái sự hiện đại như là xa hoa giàu có thôi.
chiếc xe rất lạ các bạn, không biết hãng gì luôn. Kiểu dáng như bình thường Porsche nhưng mà logo lại hình mấy cái chất rô trong lá bài. Trên này họ có hồ nước này.